thế là hết mọi chức năng linh mục. Thánh lễ giờ chấp nhận kiếp tu nhân, lễ phục con là chiếc áo lang xanh, bàn thờ con là nhà lao mang danh cải tạo, bánh con dâng là đôi thùng chịu nặng, là gánh đất đầy, là lửa nắng chang chang, là gió mùa đông xuyên thủng áo ngự hàng, là cạnh sông nhiều nhỏ nhen phức tạp. Rượu con dâng là môi nhỏ giọt, là sự hao mòn mệt mỏi xác thân, là cùn măng trí tuệ lẫn tâm can, nỗi nhung nhớ với bao ngày tháng đói no. Thế là hết mọi chức năng linh mục. Thánh lễ giờ chấp nhận kiếp tu nhân, lễ phục con là chiếc áo lang xanh, bàn thờ con là nhà lao mang danh cải tạo, bánh con dâng là đôi thùng chịu nặng, là gánh đất đầy, là lửa nắng chang chang, là gió mùa đông xuyên thủng áo ngự hàng, là cạnh sông nhiều nhỏ nhen phức tạp. Rượu con dâng là môi nhỏ giọt, là sự hao mòn mệt mỏi xác thân, là cùn măng trí tuệ lẫn tâm can, nỗi nhung nhớ với bao ngày tháng đói no, là cùn măng trí tuệ lẫn tâm can.